Harper có một chiếc mũ len. Chiếc mũ được chính tay bà ngoại đan cho Harper khi cậu còn bé tí. Chiếc mũ rất ấm áp, dễ chịu và luôn giữ ấm cho đôi tai của cậu. Cái mũ đó cũ rồi. Bị các bạn chê cười, Harper liền mua ngay một chiếc mũ mới. Đó là chiếc mũ mới nhất, rất thời trang, tươi đẹp và vô cùng vui mắt. Không chỉ có vậy, nó lại còn rất ít béo, giàu chất xơ và có thể đáp ứng đến 80% nhu cầu vitamin của Harper mỗi ngày. Đó thực sự là thứ mũ thời thượng nhất. Cho đến khi cái mũ đó cũ rồi, các bạn lại chê cười. Harper lại đi mua một chiếc mũ còn mới hơn cả mới. Chiếc này quả thực là một thứ thời trang cấp tiến. Mũ còn có kèm theo ánh đèn chiếu sáng, theo phong cách nghệ thuật đương đại và rất nổi bật khi len lỏi trong dòng giao thông đông đúc ngoài đường. Thế nhưng, khi Harper đội chiếc mũ mới ra đường, cái mũ đó cũ rồi, các bạn lại chê cười. Harper hạ quyết tâm truy lùng chiếc mũ hợp thời nhất. Cậu mua cả tạp chí mũ tân thời về đọc và đứng xếp hàng từ tơ mờ sáng trước cửa hàng mũ lớn nhất thành phố, chờ đợi giờ ra mắt mũ mới. Nhưng dù đã cố hết sức, cái mũ đó cũ rồi, cũ rồi, cũ rồi. Harper vẫn luôn bị các bạn chê cười. Harper đã có quá nhiều mũ, nhiều đến mức phát ngán lên được. Một ngày nọ, Harper quyết định làm một việc mà chưa ai dám làm bao giờ. Harper cởi mũ